Rồi, ok chưa anh ba? Are you ready? Dạ đây bạn ơi. Đội hình ta da đủ má mày cùi. Cái gì mà cộng 2, cộng 3 rồi vậy? Ủa thì ta đã nói lên cộng 3 mà. Chết chết đĩ mẹ chưa chỉnh nãy anh ba ơi, chưa chỉnh tay cầm. Rồi giao ra. Từ từ em mới cắm cái tay cầm để em đá ra ngoài cái anh ba. Được rồi, hãy cùng bắt đầu Đá tay cho cầm trận đấu cũng không với quen. khán giả đã trên ghế này. Phải 1-7 à, không không 1-7 được. Đội hình này có phải Barca đâu, đội hình Brazil mà anh em. Rồi vô. Ba chơi fan lay không? Gì vậy? Cái tay chở anh em chứ. Ôi, không fan lay Alves, rồi, không fan lay rồi, không fan Casemiro. lay rồi. Không fan lay thì mất ba anh. Tự nhiên đủ mà. Pedri, Pavard. Anh đi game không chuẩn bị, không khi tao anh Gavi. lấy. Vô anh ba ơi. Em chuyền nè. Chuyền dưới nè. Thomas Müller. Thằng lồn này Đúng đủ rồi, má. Gavi. Mày im mày, mày Chúng ta chơi đang nghe. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Tạt bóng đi. Rất khó khăn cho phòng ngự. Goretzka. Mày chỉ chơi cái gì? Kingsley Không, Coman. chuyền dưới. Tốt. Suốt cái gì? Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Suốt cái gì? Dạ em suốt anh ba. Móc lớp liền. Ronaldinho. Mất banh liền. Lấy lại Má. liền, lấy lại liền. Đội hình Dani Alves. bọc Không lót ai nhau ngăn vậy. cản. Mất banh nè, mất banh nè. Đỡ má xàm Mất vậy đâu? đó. Mất banh liền. Bắt đầu, bắt đầu. Nabi. Hu. Dưới nè. rồi sao nữa? Thì như thế này, như thế kia, Và rồi đây sao là nữa, những rồi sao nữa, cản phá xuất sắc của rồi Eden sao Hazard. nữa. Sau đó ta người chú qua. Đá nó đẹp như thế mà không vô. Rồi sao nữa? Một pha đường bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Bà đã động tới rồi anh ba ơi, là em đó. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Thomas Sao? Anh ấy đã xuất hiện và làm chết cứu bóng. Kaka. Sao? Chết mẹ rồi, thằng này nó chậm lắm anh ba ơi. Cơ hội là đây. Thôi xong rồi, hết rồi. Có cơ hội. Nhất đây nè. Và ngăn chặn Ui, quyết tè le nè. Tuyệt vời. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Thủ môn đang than phiền với cầu vệ. Đúng Anh ta nghĩ mẹ. cầu vệ này áp sát nhanh hơn. Sao? Ở đường đó. Quý ơi. Một khởi đầu rất Chú tốt. đo. Tỷ số đang là 1-0. Chú bơ. Em bị chú bơ. Joshua Kimmich. Anh ba, Thomas ba kinh nghiệm quá. Đâu. Ba biết em hù anh ba ơi. Một pha truyền qua truyền lại giữa Má hai mình cầu phải thủ. đá ít lại để không Thomas mất bài vô Müller. nhiều quá. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Em bị chú bơ. Cần phải tắt ngay. Thấp lắm vậy bạn ơi, tôi biết đá đó bạn Thomas ơi. Đủ má xạo người ta chọc cái pha đó đủ má mày xạo dưới trời. Alo, alo. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội. Hay quá, phản công dành cho cái cầu thủ Bayern Munich. Ừ, phản công. Nabi. Phản đi. Từ ba ơi. Joshua. Ôi, Kimmich. Chặt vậy. Mười phản tôi coi. Cầu thủ bên trong Ôi, đang gọi bóng. Ba ơi. Lòng mùa thôi anh ba nhiều ngón cái anh ba. Xong. Xong. Trời ơi, có kêu làm hoài, có kêu làm penalty đủ mấy penalty, chấm hỏi. Chết mẹ rồi. Phản nhanh ơi. Đừng lộn xuống le chạy nhanh.
và đó ấy ấy lỗi tài ơi lỗi 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 đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm lỗi lỗi nó chưa tự ngã nha ủa này Goretzka má em bốn lần game má chân thật hiện ba Joshua Kimmich Goretzka bật tường Joshua Kimmich chuyện kiểu cho anh ba coi nè. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Rất chống trả. Nhét nè, chuyền nè, chuyền dưới nè, chọc ở dưới nè. Rồi bóc banh nè, bóc banh nè, rồi bị phản công nè. Kaka. Thì lấy lại thôi, thì lấy lại. Lấy thôi. Là đâu? Lấy đâu? Lấy đâu? Lấy chưa? Chưa thấy. Chưa thấy lấy. Ronaldinho. Ôi chết mẹ. Tiến lên đi. Chưa thấy. Anh ta đã bắt được bóng. Vẫn còn nguy hiểm. Lộn chú già mà non quá à. già mà non quá alo lên đây nè quý kẹ rồi đi quý đuổi theo quý ô đó là bàn thắng tuyệt vời Alex không lồn thiệt rất bất ngờ lồn xuống le cao mét mấy không dám nữa. Tỷ số đang là 2-1 là kết quả của một. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. À, Militao mới chứ vậy mà anh ba đập kìa. Quá Militao ảnh. Rồi quý. Cầu thủ của hai đội đang làm mất. Không sợ. Phải á. Sợ chưa? Trời ơi. Pha phòng ngự chuẩn xác ngăn cản được tấn công. Nè, đuổi không? Có đuổi không? Vô. Kêu nè. Kêu nè. Vô đi. Thôi. Kêu gì? Thomas Müller. Kimmich bật tường. Nè. Bắt bài rồi. Sút đi. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Alo đây ở đâu vậy? Alo. Mẹ nhỉ. Đổ má về thằng rùa đội, đổ má chơi game mà để thằng rùa nó đổ. Đúng vậy, cá nhân tôi rất giỏi thích này. Một trận đấu phi thường ở đây, hai đội đã chơi rất tốt. Đéo má đá với anh em, đá với anh ba, má đéo có áp lực lồn gì luôn á. Thiệt, má nãy giờ cười không à, không có căng luôn. Chưa nói lại. Em miếng thức ép ơi. Nè, chết mẹ. Trời ơi, sao đá vô người đó trời. Đây là lúc cần phải hết sức tập trung. Em thời anh ba là đụng mấy thằng thú môn, mấy đứa chạy qua bên đó hoài luôn á. Militao nè, quả đánh đầu. Họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thay đổi trận đấu này. Họ đang cố gắng tìm kiếm một bàn thắng. Cái đầu má nó tự nhiên điệp mẹ mày đá cho người đó không cho ta. Anh ba phải tỉnh lại anh ba. Tôi bỏ Kimmich. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Tại các bạn. Rồi xong rồi. Xong ở đâu? Xong rồi. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Dường như mọi thứ đã kết thúc. Với cái vũ công phong ba. Một bàn thắng quá đẹp. Lewandowski nữa là như vậy. Anh ấy là một siêu sao luôn với cách tỏa sáng đúng lúc. Ba nghe rồi. Một ngôi sao luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Casemiro bật tường. Ai. Vâng, đó là một đường truyền thông minh cho đồng đội. Lỗi. Đủ má vậy mà lỗi xạo được chứ. Đá đi. Nè, từ từ, chơi. Nè, đá không? Nè, biết chuyền cho rồi đúng không? Chuyền giữa. Chuyền trên. Má, nó mấy này lớn dữ vậy. Đủ má chơi kỳ vậy, chơi gì vậy? Có thể để cho trận đấu tiếp tục. Khi anh nghĩ về bóng đá như một trò chơi truyền bóng thì anh bạn nên nghĩ về nghề. Bình tĩnh. Thủ có làm gì mình cũng phải bình tĩnh. Sao? Tại cánh đánh đầu à? Anh ấy có thể sút. Cái lỗ má chứ. Sao không tốt? Má thằng nua ơ này bay người làm gì vậy trời? Anh ba sút có vô đâu? Đá banh mà. Ủa sao vậy? Hài mặt cười. Sao vậy anh ba? Anh ba. Người ta dính đời hình thằng lộn này. Đủ má lại chỉnh đội hình.
Hiểu không? Em chứng minh cho mọi người thấy là nạp tiền chưa chắc là đã ngu, không cho anh ba em còn hành được mà. Cái gì đấy? Điên đầu. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Má, nguy hiểm thiệt đó. Má, đùa hay quá. Ê. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Của dù béo MC đâu chặt sao? Quá, chặt quá, chặt quá. Chơi con vợ anh ba ơi. Không chơi đủ tiền mua, chơi đủ tiền mua cô béo. Tất cả mọi người đều muốn đồ lũng rồi, lũng rồi. Lũng đâu, lũng đâu. Trong trận đấu ngày hôm nay. Khỏe kìa. Lũng ở đâu? Lũng nè. Má chuyện gì vậy? Benjamin Pavard. Goretzka. Joshua Kimmich. Ơ, có liên quan ở đây nhờ. Để người phút cuối cùng. Một bài nữa nào. Rất nhiều đường chuyền. Kết thúc. Trời ơi. Học chưa? Bây giờ mình là chú già chưa? Chú già mà non chưa? Có rất nhiều bàn thắng cho các cổ động viên. Chúng ta đang quay xuống cho lớp trẻ đứng lên. Đấy. Trận bàn linh hồn của trận đấu này đã quyết định cho trận đấu tiếp tục. Đấy. Đấy. Kiểu này phải. Anh ấy gần như đã phục vụ, nhưng không vẫn có thể đứng vững được. U lũ. Thạch mạnh lên ba đủ. Yếu vậy. Và đây là cú sút tuyệt vời. Hãy cùng xem pha phản công này. Tôi biết anh Tùng, đây là một trong những trọng tài ý thức của anh. Biết vậy giao lục thẻ vàng, nhìn đường thẻ vàng nó chăm càng vào. Đã rút thẻ và xử lý để cho trận đấu được cái lối đá bẩn bẩn này thôi. Vâng, chính xác. Bạn phải tạo ra lợi thế cho đội bóng đang tấn công. Ông ta đã làm điều đó, nhưng trọng tài cũng đã thẻ vàng. Mày đảo người hết thôi, cái lồ mẹ mày nữa. Mày đảo gì hoài vậy? Em lộ. Một pha đường bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Nè. Anh ấy thật sự là nè. Subi. Đó là pha chạm bóng tốt. Một pha đường bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Hết vậy. Cái nữa. Thomas. Müller. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Thomas Müller. Anh em ơi. Thằng Huy nó xài ác pin hay gì mà nó nói không mệt. Chứ xài pin là nãy giờ ngưng nói rồi mặt cười. Đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Đã xong nhớ bắt tay nhé AB, mình thua nhưng phải lịch sự. Trọng tài đã vừa coi thức trận đấu với kết quả là nó. Thức quá mắc. Sao xong quất Ronaldo lên cộng 8 luôn phê. Không mùa đó cộng 8 được anh ơi. Vậy hả? Mùa đó cộng 5 cộng 7. Đưa anh cái càng cái anh làm cho lên được nè. Ok. Không, được. Anh lo được. Bây giờ em nói chung lỗi nha. Ok. Mình là Titinaka đó, đúng rồi. Chuyện nhiều đã nói là chuyện nhiều đã nói nè. Đúng rồi. Tẩy rồi. Em chưa nói rõ ta. Đây rồi, bàn thắng. Em chưa thôi. Mẹ thế nhờ. Em chưa cho anh liền. Tẩy rồi. Má thì mình đá tâm linh quá. Linh gì? Nếu mà nói chuyện gì thôi. Nói gì với anh hết à. Đại ơi. Bên kia loạn quá. Thôi, đừng có lộn ở đây. Ừ, lỡ đá ngộp luôn. Em đá giữa. Đá nhau mà mấy con cá mới bắt lên bờ anh ba anh mọc luôn. Thằng nào vô? Bây giờ thằng Liêu vô đi. Để anh với lại thằng Cati đi. Em về. Về luôn, khách nhanh luôn. Em chờ nó. Em đá ba. Bây giờ với hai. Ơi anh em đừng nhấn nút S nhiều quá, cái nó đổi cầu thủ loạn á. Lộn đâu mà lộn. Rồi vô phải đi giờ đó. Giật chị. Của trong tay biên. Lộn đâu mày lộn. Rõ ràng. Đây nè anh em ơi. Này.
Hay hay. Đừng chuyền sang xuống. Trời ơi. Chúng rồi, chúng bắt đầu có con nổi tù rồi. Ừ. Ừ. Bảy rồi. Ronaldo. À ê. Cậu luôn. Rồi ừ, bên kia đủ má mình áp đảo luôn, không cho nó giao tiếp luôn. Ai dắt cái gì vậy? Cái gì? Em bắt được, Vô đi pha, Bóng lên truyền. Trời ơi. Quá tốt. Nhưng mà cắt chân gà luôn á chứ. Anh ta liên tục di chuyển trong vòng cấm. Cái đầu anh bảy bự vậy. Siêu ám của bị. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-0. Đó luôn anh ơi. Má mất rồi. Được rồi. Trời ơi, dắp. Đánh vô cái đầu của Ghi Quật luôn. Dắp. Cái chơi cục trả cho cái đầu của Liên. Anh Lý á. Ê, đi đi. Chết mẹ rồi, Ờ, theo được. Mấy cái chơi thủ nha, từ từ mình chắc chiêu á. Mình cứ chuyền hồi là gãy rồi. Tâm lý à. Tâm lý. Sao? Ai đủ máy chơi gì vậy? Chơi gì vậy bạn? Què luôn á. Em nhấn lộn nó pan thôi. Vô đi mới. Những pha ban mật. Trời chậm quá tí tí. Chậm. Không phải. Anh vào vô ba. Phối hợp tốt. Còn em tới anh. Em tưởng vô chân anh ba. Theo luôn. Đã anh. Ồ, hay. Em canh anh. Sáng gió tạm thời chú qua. Vậy anh tâm ha. Tôi biết anh Quang Tùng. Ủa, đánh đi đầu ta. Ừ, chơi cái cục chảy vô xương mẹ rồi. Đã rút thẻ và xử lý. Đủ má nó chọn chỏi người anh đó. Vâng, chính xác. Giữ yên đội hình. Chúng ta đã làm điều đó. Đã rút ra thẻ vàng với cầu thủ phạm lỗi. Lại ba lô. Em chạy về rồi. Trời ơi. Tôi đẩy thôi. Này. Cái. Chạy luôn. Cái lò bị gian leo, cái lò má. Ồ, má đánh gì đánh cha. Quân lồng cát. Sao? Quân lồng cát à? Múa đi quân. Múa tiếp đi quân. Dưới. Chạy luôn. Để em cầm à, trung lộ có nha. Má chạy lại đây. Cơ hội cuối được á. Được không? Có được không? Đâu ra? Mình có hỏi nè, mình mới có, mình. Ngày cuối nè. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Vô mạnh luôn nha. Vô luôn mình lo đá ba chạm á. Mạnh luôn nè. Hay. Lên liếc. Từ trúng đầu mình luôn nè. Ủa. Ok, ấy vô bổ mà. Thấy vô anh bảy rồi ta. Hay. Không. Này. Ồ, rất mạnh ba. Bóng đúng thời điểm. Mấy bà bị đấm rồi. Cần phải tắt ngay. Phải đấm đó. Sốt như đàn bà không mới đi vậy ta. Chạy luôn, trời ơi, còn gần thôi. Để anh. Này, mấy ba. Đây nè. Cái đấy, chạy luôn. Đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Hay. Đắm luôn. Đắm luôn. Hay. Mấy ba.
ở dưới kìa, dưới kìa. Ấy. Trời ơi. Chị ông đoạn bay. Để em đấm luôn. Em nhấn lộn. Đằng lầu quy đó, đằng lầu quy đó. Nó non á. Chị phóng anh. Dưới kìa. Lắm luôn. Trời ơi má, thằng đây. Quên sự bi cá. Thằng này theo dưới nha, theo dưới. Hay. Già mà non. Ôi trời ơi. Thử trái và thử trái lửa người ta ở tù mới ra thử nó xuống được. Anh chung rồi. Chung bao giờ đi được vậy đâu. Mình phải thay đổi cái lúc đó thấy anh ba. Linh hoạt chứ, lúc này xuống được xuống à. Tụ mai chỉnh mình đi lên tiền đạo luôn vậy. Chính đạo. Aaron Bisaka. Còn phải chọn xuống dưới đây rồi. Phải đụng quá đó, rồi xe bơ vậy. Bao lại á. Không. Đấy, tí đó trời ơi, chặn. Em đỡ bóng, đội anh ba. Thằng Wensi Bisaka đội bóng hơi... Ôi, đỉ mạng rồi, bà đen. Trời ơi. Theo luôn. Em theo chưa? Má, lùm em đi, đâu trông vậy? Này, đắm đó. Lấy cái vỏ luôn. Trời ơi. Anh ta đã xoạc xuống. Bóng đi hết. Ê, thu luôn. Không bao luôn. Không cho bao. Hay. Không cho bao. Rashford. Của anh em mình, thế trận của anh em mình. Đó. Hey. Mày rồi. Cái đầu này. Cậu vô. Trời ơi, mày lo mày câu đi. Cứ đồ bóng. Đập vậy. Ừ. Chết mẹ anh nằm. Trời giật chị rồi, giật chị rồi. Trước khi nó trở thành bàn thắng. Anh nằm rồi anh dậy liền chứ, anh nằm rồi anh dậy chứ. Anh ba. Anh ba vậy chứ. Ừ. Cháu anh bảy ghê ta. Trong kiếm của em. Ừ. Em xét vô. Ừ. Ronaldo. Thấy không? Đắm luôn. Quấn luôn. Đắm nó luôn. Đồng lớn. Không còn quá nhiều thời gian nhưng vẫn. Ê, thay đổi cái đội hình em năm. Hỏi hai đó. Á Ronaldo hết mẹ rồi. Ê sao anh em ơi? Thầy mấy con Ronaldo vô đá. Đá cầm hả? Cho đá. Được hai kiểu gì cũng đi á. Cà này ngày mấy chấm đây? Cà này ba chấm. Ba chấm anh em ơi. Em hai chi chiếu lên ba. Bên tim đó hàng nào. Tập trung. Để theo. Rồi, lên, phải công nhanh. Chạy, cái tay. Ở dưới. Mày rồi. Ai quá mày vô rồi. Đúng rồi, anh em mình gọi là tắt lòng luôn rồi. Anh em mình tâm tấu ở mát xa. Bất lực. Má chết rồi. Chết sọ. Không rồi. Rồi kèo điện gió luôn, mở cam lên luôn nè. Đâu nói đâu, ai biết. Cứ tỉnh đội hình lại không? Em mà điệt mai em lên sớm mệt lắm á nha anh ba. Chắc phải lại á, không phục lắm á.
Không phục thì cho phục. Hơi hồi lòng ạ. À. Chứ không lại là tối mất ngủ luôn á. Không phục thì cho phục. Thôi đổi đội hình đi, đội hình em tù quá. Tù rồi, giờ ra đội hình anh ba. Giờ đội hình. Kệ đá của thằng đá của thằng Quân kìa. Tụi bay đá thằng Quân đi. Quân nó khóc rồi kìa. Quân nó nói là thằng Quy với đại ngu quá. Anh bạn thấy kỳ ba. Điền. À bà đó cũng là quỷ đỏ nha. Quỷ đỏ. Này phải nạp hơn á, nạp mấy triệu nữa anh Quân. Mới ăn được bên con chỉ đào bên kia nha. Ồ, chứng minh cho nó thấy thằng cái tôi là màu gì nè. Nghe từ từ để ba đứng hút xuống rồi. Anh em từ từ đá nha, anh ba đi đá rồi, từ từ đá. Từ từ đá nha anh em. Đấy, anh ba đi đá rồi anh em. Từ từ nha, từ từ nha. Đi đá đi nha. Từ từ nha. Từ từ nha, anh ba đi đá, từ từ. Ba sẽ có thiệt luôn. Ba dơ thiệt, ba dơ. Già mà dơ đó chứ. Già hết già, con già mà dơ. Sao? Sao? Sao sao? Quý lộc luôn, quý lộc luôn, quý lộc luôn. Sao? Sao mày đi? Ồ, nè em, em. Nè, đổ bóng phía Lâm nè. Theo luôn. Đổ bóng phía Lâm anh nha. Tìm không ngay. Chuyện lên. Chuyện vô. Ừ, bắt lại. Chạy nè. Nè em đó. Ronaldo. Chạy nè, cái tí. Trời ơi, cái gì vậy, cái tí? Không được, anh ba ơi, phải không được. Không. Em chạy sau nó mà. Ôi, gì vậy á. Dạ. Theo được, anh đắp được. Anh đắp được. Lộn rồi ba. Để anh theo. Để anh theo. Để anh theo. Rồi. Đừng cho nó dắt đây là được. Rồi. Lalo. Đây anh ba. Chọn nè. Rồi anh ba, skill. Trời dạ. Ơi, má dở quá. Ờ, thằng ở tù lâu ngày em chạy anh ba, chạy chậm. Đập đó. Ờ, quý lộn luôn ba, quý lộn luôn ba. Quý lộn cái. Đập đó. Tụi nó đói rồi. Mấy anh thấy là anh đấm được. Anh bóc mạnh ba. Ê, từ cô trường đứng ngoài á. Để anh cho bên ngoài cho. Khoan. Đừng như mà. Em đánh được. Ừ, lên luôn, lên luôn. Mày đi hết banh à. Bruno mở biên luôn chung ơi. Bruno Fernandes. Hay. Có gì kì không? Má gì vậy? Gì biến gì là gì? Thầy có ơi. Đài bị mua. Ờ kêu lôi bên thủ nhà luôn. Bắt ba nhà đến là ba thủ nhà cái. Thủ cứng luôn. Kéo lay á. Ừ. Còn luôn á. Đây anh. Ừ hay. Nó kia khỏe quá ta. Khỏe đâu. Phải ra. Kỹ năng hết á. Kỹ năng. Rất tốt. Một pha đột phá rất tốt. Đây nè. Trời ơi. Ai da. Pha vào bóng mạnh mẽ kìa. À nèm đá có ba cả luôn ba. Thích không? Ừ. Vô. Thanh Chô. Vô. Đâu? Thanh Chô đâu? Vô đây. Mai Chô. Không có đấy cũng không đánh đi nhà. Quên lộ, quên lộ lớn luôn. Đắm đó. Quý lộn lên ba. Quýnh đó. Quýnh lục. Đắm thấy bà nữa chưa? Đắm nữa chưa? Đó. Lên, cái đây. Chào mừng. Trời ơi. À, ta khoan đủ mới ngày đầu không đó. À,
biết chuối non quá à, nó xạo thiệt á. Alo chuối non sẽ ngay với à, chào chào mấy anh em đó chú tí đi cánh trái hãy xem thủ nha, đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc, đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Cái đồ má hơn thì là 1-0. Phục hồi anh em ơi, phục hồi anh em ơi, chơi game hơn thiệt. Rồi, Lý ơi, biết gì, biết làm cái gì không Lý, trời ơi. Đấm bóng này. Biết anh ba ơi, biết anh ba non ba. Thời gian lớn, lớn. Rồi, cuối anh ba. Hết giờ rồi anh ba ơi, hết giờ rồi. Cái gì vậy? Mã bành cuối rồi. Hay. Ông hết. Trời ơi. Má thằng Tài này cứ nhâm nhe hoài nha. Lòng man fan Man City à. Đủ anh em mình cầm anh lại thôi hết giờ. Ừ. Hay. Hay đâu. Vừa thấy đó. Wayne Rooney. Để anh. Đắp đó. Ừ. Hay. Xử lý cho Quên ba. Cứ. Trời ơi má, anh làm hết sức rồi đó. Hết sức rồi mà. Tôi sức nhiều. Và đang hết sức rồi đó. Bruno Fernandes. Ferdinand. Mày rồi. Em chơi. Cái tay. Trời ơi. Cái tay ơi. Đâu đây như đâu mày đi vô rồi. Ê, chạy ra. Đắp luôn. Vidic. Đây nè. Này. Mét ba. Cái tí. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Của em đó. Trời ơi. Gì đó. Đúng rồi, bùi Bruno giống như người đời y chang vậy á. Ủa đâu một chút nữa. Thì dạ. Thế giới á. Đủ má ông đá dở ông đã thừa ta. Kỳ thiệt chứ. Này. Rashford. Đang này. Giờ trong luôn. Có thể thả bóng ngay bây giờ. Trời ơi, đủ má thiệt chứ, đưa chân của mày đủ lắm làm ăn như cặn á. Kìa. Anh chặt nghe đầu anh đi không? Tập trung vô anh em ơi, đủ bữa nay em đi ngủ quên hả? Vô mà. Đấm chữ. Trời ơi, cái gì vậy? Đã thủ anh em ơi. Gán rồi thì nói đi cưng. Thay người cách em ơi. Thay người để cho nó chạy cái anh em. Đúng rồi, thay đi. À đây, nó mệt nè. Mình lấy cái anh em ơi. Ta nói mình đã vô, mình phải lấy cho. Lột cái tiếng đó, đội hình đủ mấy năm thủ đủ. Nhìn thấy cháu nái chứ. Năm thủ đâu. Đó là gọi tên là mềm bóng anh ba. Anh phải có bóng tới giữa thì mới lên được chứ. Chạy. Đi rồi. Em chạy nè. Trời ơi, giời ơi. Bóng của Varane. Vậy đọc vậy rồi. Để anh. Hay ba. Hay, bung bắt qua. Má chị, chị non quá, Theo nghe. Đây rồi. Đây em. Theo nghe. Đâu rồi. Ôm luôn. Ferdinand. Hết vậy. Matic. Hết vậy. Còn hết. Từ một pha tấn công. Hãy công nhận. Ai? Trời ơi, em đẩy bóng quá. Bye. Rồi, vô nè, cái tí ơi. Của em đó. Ui. Đó là biết lắm. Người thấy nhóm tao. Quá thiệt chứ. Cái gì cũng phải tới chân anh nè. Tỷ số bây giờ đang là 1-1. Bên kia tâm lý rồi. Chồng đánh luôn. 8 phút còn lại cho nỗ lực của cả hai đội. Anh đánh ta màu dây. Ừ. Cầu vệ đã phối hợp rất tốt.
Ừ. Lấy tâm lý rồi ba. Anh kia giờ đi ngủ luôn à. Hay. Chạy. Chạy. Cắt cao luôn. Cắt tay ơi. Ê, em chứ thật mà, đạt mà, đánh đầu anh ba. Rồi, 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 biết, 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 biết. Anh đầu anh ba. Anh biết rồi. Pha bóng thì em sẽ... Ê, còn còn em ba. Chia, 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 chia. Chừng cho nó dừng kiện luôn, cho nó dừng kiện luôn, cho nó dừng kiện luôn, dừng kiện rồi, dừng kiện rồi, dừng kiện rồi. Tao dân đội hình tao lên như vậy rồi mà còn rướng chi không biết. Đúng rồi. Cái đầu quần rồi phải đặt con rướng. Trời ơi, sao mà hôm nay nó khổ mày vậy? Cái này dưới đâu rồi? Băng đầu bát vô à? Xong rồi. Tàn đời mấy mu kia rồi. Viên quyết định sử dụng hết 3 quyền thăng người trong một lần. Ơi 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 ẩu nha. Ẩu nha. Ẩu nha. Lê chậm đây nè, Lê chậm đây nè. Lê chậm đây nè. Hay. Hay. Đó. Hãy người chuyện cho anh Trung, hãy người chuyện chưa? Đấm. Phải đấm á, phải đấm á. Phải đấm á. Sao, sao, đấm đi. Đồ má rồi mới chịu bắt tin. Ê, ba bác sĩ, ba bác sĩ, ba bác sĩ. Ba bác sĩ. Đợi anh. Ba bác sĩ. Hay quá, bây giờ. Đây kỹ thuật đánh vào đối phương. Cái lột má. Cái gì bỏ được mà. Còn nha mới thì một mới thì một bà mới thì một bà còn khó hơn trái nữa dấu chấm hết rồi mấy anh ơi. Em bắt bài nè không ấy mấy anh em mình để vô bên đá nhau cho vui không. Còn quá anh Lê ơi, còn quá anh Lê ơi. Anh thấy tặng áo bè thôi. Trăm ngàn rồi bánh liền. Tiền anh em ơi. Thiệt bữa anh coi clip mình kia đó bà bèn vui lắm. Bữa em coi clip là... Chắc clip đó phải coi chơi coi giống anh. Em coi coi dữ. Ừ. Ê. Trời ơi. Này đúng kiểu gọi lãi luôn anh ba. Hiệp phút thứ 2 bắt đầu. Hiệp đấu cho những cú. Nè nè em. Đã xin đó. Aaron Bisaka. Đúng rồi mấy anh ơi. David Beckham. Lấy đường này, lấy đường. Lấy, vô đây. Bá vô đây mà nút. Ôi à, lỗi nha, lỗi nha, lỗi nha. Ở đâu, lỗi đâu, lỗi đâu. Ở đâu. Đó. Trời ơi. Không lấy banh được. Để em vô, vô banh. Một trận đấu tuyệt vời và nó sắp kết thúc. Khi thời gian không còn nhiều. Đó đó đó. Trời ơi cái gì vậy? Đã. Ừ. Em cài rồi, em cài người lên. Thật sự là chết mẹ chạy. Đúng vậy, áp lực kinh khủng từ bốn phía khán đài và sự tỉnh táo của đội chủ nhà đang đẩy họ đến chân tường. Bên kia rén rồi. Phải bèn đó nha, phải bèn mới vui nha. Thấy bèn vui đó. Ừ. Ôi. Ê, phản công kìa. Đa.
nè 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 đâu nè đi đâu nè đi đâu thấy rồi cơ hội phản công nguy hiểm chuột đó chuyền bóng lại thành công đúng rồi má thì chơi xấu ghê á sao em ba thấy cái đường chuyền em ba thấy 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 rồi cơ hội cuối cái này đây em ba chuẩn bị đây cơ hội cuối trời ơi còn á khoảng trống phải đi phải vô luôn trời ơi phải vô luôn đi ơi B3 mà một đều ok bây giờ là mình dứt điểm 90 phút nha bạn nãy mới tấn công hơi nhiều á má thiệt chứ mẹ anh em mình làm chủ chung lộ trước đi rồi anh em mình tìm cái lối đánh đúng rồi hồi nãy mình không có người khổ khắc ngôi sao á toàn chỉ làm bóng không à làm bóng anh thấy này đồ má làm bóng đúng được có một cái à anh thấy mày chưa đủ tố chất ngôi sao hả mà ba này cần tiếng nói của anh ba nha ba mà lên tiếng mình thấy ai từ từ nghe để cho tụi nó vô kẹo cái đừng có đá nha rồi ba chết đưa thôi đừng có chuyện nha má đá kiểu này đi đưa banh vô cho lồn cái ti với lên lồn bia nó cứ cặp cặp dễ nó mất không bây giờ mình không có bàn lại cái trận thua này anh em mình phải cùng nhau nha bộ ba tâm tấu mình là phải dùng lên nha cùng nhau đi lên anh ba trên vai bởi vậy thì anh ba cái đó là trận cũ vậy anh ba không bao giờ có cấp vô địch là vậy á như đúng em rồi à. Em bằng bảy gì em ơi nó từ chuyện anh ba vô cái cho mình chưa nha Lý ơi từ Lý ơi ơi em lấy được nè trả đi em lấy lại nè cái đó mà hay quá nhờ hay hết vậy rồi đây là hay ừ khỏe đấm trời ơi Lý ơi Lý đá như con cặc chín tuôn rồi đi chân con Lý mới thôi Lý ồ quá mất ba anh đi nhậu anh đi đâu rồi đổi chứ nó không hiền gì chết rồi theo luôn hay xem nó lột hết vậy và họ vừa xây đưa bóng em cắt bạn rồi anh Lê biết bằng bàn thắng thằng cơ hội anh Lê hãy cơ hội nè lớn Bruno trời ơi mấy cái thằng đó hồi về em không xuống được chứ mấy chuyện anh ta thấy chuyện đẹp rồi nờ cái chân của nó chân gỗ đấm đi đã rồi ba đã cái nhà trong có anh Trung ơi hay em trong rồi la luôn hay nó tốt hay còn luôn vị quẩy rồi trời ơi anh lo được Bruno Fernandes giật lại đúng không 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng bắt bài đồ hả ghê vậy ta bắt bài đồ ghê vậy trời ơi anh không chạy anh ba hiểu anh ba mà anh ba theo thằng dưới trời ơi theo luôn đắm đó chuyền bóng tấn công nhanh đối thủ không thể ngăn cản má dài quá vậy sao bủ đô này đứng đợi banh vậy đắm nó hay đường nó quá đây đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh trời ơi đó hay bộ ba tấn công luôn nè rất hay ấy trời ơi con đấm bóng này trời ơi bốn bóng ba ơi chân em chấn thương chưa khỏi à chấn thương rồi tưởng khỏi chứ còn gọi mua xuống rồi à xuống cái gì mới chữa được cái chân giữa còn cặp giòn nữa nãy em tưởng ơi chữa được hai chân kia giờ mới sút chứ cái đó mới chữa được cho cái chân giữa đây đủ má tới cái chân em hết hay đó liền nạp lẹo anh Trung ơi
đấm đấm chữ sai. Đúng góc hai ta. Đây. Bên kia hơi im nha. Kia là tập trung quá. Đá bằng tâm linh mà. Nhanh dự mà. Nó nhanh dự luôn hả? Ây à. Ừ. Ui. Bruno Fernandes. Đi lên em ơi. Varane. Đó. Hết vậy rồi, hết vậy rồi, hết vậy rồi, hết vậy rồi, hết vậy rồi. Đường truyền quá thông minh. Trời ơi. Được rồi. Phải đá dằn cái, dằn cái là đẹp, dằn cái là được. Em dằn 21 vậy một số em bóc thêm nó chịu. Ê, đẹp đẹp đẹp. Đẹp đẹp, ai ai ai. Này mới có mày. Dưới đúng không, dưới đúng không? Chưa lại, hay. Trời ơi, đẹp quá nè. Đẹp, đẹp quá nè. Trời ơi. À, phải làm tưởng chừng lụm rồi chứ. À, mày, chưa trai được. Tí 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 còn có hỏi còn có hỏi còn có hỏi lụm luôn lụm luôn lụm luôn cái tí hết vậy à trời ơi má dữ quá hết giờ có thể sẽ có thẻ vàng thẻ đỏ chấm hỏi thẻ sương thẻ người không ai thẻ gian thằng máy thở máy đi thở máy chưa còn sao đây bên đó hai mình hai cái gì vậy lâu cá lâu cá. À, đá vậy không thay đổi kìa. Dám cỡ hả, bậy đỉ. Hiệp 2 của trận đấu tại Old Trafford xin đã bắt đầu. Theo luôn, theo luôn. Để em vô. Đấy. Cả đi anh Quân ơi. Cái gì là gì à? Anh bảy sợ không ai truyền toàn chạy trước banh không vậy? Anh Quân ngã cái là đẹp luôn anh Quân. Dạ cái vậy. Ơi lu lu mấy anh ơi. Bên kia mày bật không à? Sao? Trời bảy rồi. Ui, nó không chạy luôn nó bóng ra. Không cam nha. Nè. Đâu. Nè. Nè. Bắt bài rồi. Ronaldo. Chuối ba. Cơ hội từ đường truyền. Chuối. Trời ơi má. Vậy. Có sao vậy chứ? Anh em mình. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng đúng rồi. Đổi chứ thực cánh vai. Đổi. Mình có chiến thuật không? Trận cơ bằng đã mình phải cần chiến thuật người khác. Chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên. Chết cam tam kìa, anh chết em. Cam tam. Cam tam. Cam tam. Vô. Rồi, gỡ lại nè. Gỡ lại nè. Đủ má đưa bảy đỉ ra là sáng suốt luôn. Đúng rồi, nãy mà em phải trả lời sớm hay chưa? Bây giờ mình đổ bê tông ha anh Quân. Sao anh Quân chỉnh đổ bê tông vậy? Anh Quân đã xuất hiện và làm chiếc cứu bóng. Robin Van Persie. Vô đây mày đổ. Mày vô đây mày đổ. Đổ luôn. Ừ, rồi đổ. Đổ. Giật lại đúng không? Hết vậy. Ôi ui. Đá mà nó sâu một xíu nữa là cái chuyện gì mà nó không sâu chứ. Robin Van Persie. Phải theo nha. Đấm luôn á. Hay. Rất tốt. Angel Di Maria. Trời ơi. Hay. Ơi. Chuẩn bị chưa báo rồi. Chấp cỏ hả? Hay. Anh bác. Đan. Ừ. La lên. Chạy qua. Phải lên luôn á Lê ơi. Trời ơi cái gì vậy Lê? Anh giỡn à. Hai chân kia anh Lê cũng bị ấy nha. Rồi. Đánh chó nó cầm cho mạnh vợ. Cắt manh. Bắt gì sung.
Barani. Vô. Vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Anh lấy được luôn nè. Ờ. Ở vô luôn em tặng nè. Có đầu thù đây. Mày tự biên tự diễn ăn lột. Khi xem bóng đá, tôi rất thích chứng kiến một bên đang đổ máy chứ câu giờ rồi. Phi thể thao. Tôi cảm thấy họ lùi giật hả? Lùi giật hả? Này lùi gà chứ anh em. Robin van Persie. Phi thể thao rồi. Ronaldo. Lên. Lắm mấy ba ơi. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại chọn lệnh chiến thắng trong trận này. Chính xác là như vậy, đấy. Đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà. Đây nè. Trời ơi. Quá trợ anh Quân ơi. Dưới nè anh. Còn 8 phút nữa. Đấm. Đầu sẽ kết thúc. Đấm. Dưới nè. Barani. Má chứ câu giờ. David Beckham. Tôi đám già. Phải chuyền á. Nhanh luôn nha anh em ơi, nhanh luôn nha. Đột phá. Ui. Đây nè. Ôi. Đây là trận đấu của anh. Ê, con bắt. Con. Nào cái chân sút. Ôi, đàn em ơi, thu đàn em có sao đâu anh ba. Kiệt. Cái tay. Ôi ui. Sắp ra nó bắt sao vậy? Tôi thấy tiền nào dường như đã. Ơ, em càng này, em càng lồng này. Nhưng thủ môn đã là bàn thắng thất vọng. Em. Kết thúc rồi. Rồi dùng thế 3 phần 4 rồi đó, vô đá. 3 phần 4 đúng rồi. Lớp bóng nè. Nè, dễ quá. Bọn đều hả Liên? B5 đúng không? B5 hả? B5 phải giờ năm á. Đúng rồi. Mười năm hả? Vô hả? Rồi, sẵn sàng hả? Sẵn sàng ơi. Cái lộn mà. Chung kết phải mười năm chứ. Trận này nổi lên kèo lên đi. Đập tụi nó đi anh luôn đi. Anh em mình giỡn hơi nhiều rồi, anh em mình làm luôn đi. Thằng này anh ba được cái hút thuốc ra. À, để mình nói cái nhịp cho nhanh coi. Không, anh không có hút, không hút. Hút luôn, không có hơi chạy, không mờ, có mắt thở. Có bành như chân ông á, đủ má bành như chân ông á. Anh chân em xử lý ngọn như Neymar vậy đó chứ. Ê, Neymar. Nè, nói cầm anh lâu là cá là chó què giò nha. Ờ. Đây. Sợ vậy, nghe xê. Nè, cầm bánh lâu nè. Chuyển sang trái không? Cầm bánh lâu nè. Gặp chưa, dưới nè. Này. Để nó ba anh thấy. Cũng nhìn anh xử lý mấy cho anh nè. Lý á. Lý nè. Trời ơi. Trời ơi. Anh em mình đá gì là cho bên kia tâm lý nha. Làm mềm sao? Má cái giò của thằng Lia. Má mày là nó như bóp ba là đẹp là vô rồi á. Đẩy luôn không anh Quốc? Đẩy luôn, cú lộn lên ba. Đẩy. Ô, hay. Còn các bóng vào đi. Đẩy. Ô, rất kỹ thuật. Ben đâu bé. Ben đủ má, mày hôi Ben hả? Mày hôi Ben hả? Chơi game mà mày hôi Ben. Má bên kia toàn thánh xài không mà không có được một trái bên. Đúng rồi. Không có thể phạt. Đánh sợ đau quá. Đánh sợ đau quá. Không đồng không à. Xấu gì đại. Nói gì đại. Cả chung tay à. Bruno Fernandes. Rồi. Hết vậy chưa. Anh chạy về phía trước. Vậy còn nhiều. Vậy nào. Đây nè, anh ơi. Có thể sút. Nó giật lại á. Bảy ơi. Mới xin ba chạy lên lên ăn cắp chứ gà. Đúng quá, Bảy ơi. Kéo luôn, kéo luôn. Kéo áo. Kéo. Rồi. Nhắc nhở. Mình nhẹ mà.
Ủa. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Em được, em được, em được, đây em được, em được, em dưới, em dưới. Không ba. Hết vậy. Elliot. Mẹ rồi. Trời ơi. Ra suất. Biết đi rồi. Rồi rồi rồi, hãy bắt bắt dưới 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 này. Anh cắt gà nè. Theo luôn, theo luôn. Ừ. Hello. Ừ. Ừ. Mà tích ở trong, mà tích ở trong. Hay. Những tình huống phạt góc thế này có thể rồi, rồi. Khác biệt trong. Ê, kèm bẫy đây ba. Vậy đâu vậy? Kèm ba. Lò bẫy đỉ, lò bẫy đỉ chạy đâu. Quấn luôn, quấn luôn. Quấn luôn. Quấn chết mẹ nè. Lên. Ổn rồi. Kìa, bẫy giờ đang chạy. Bẫy giờ đang chạy. Trời ơi, nó quấn bẫy luôn, nó quấn bẫy vô luôn. Chạy. Ừ, con. Bẫy ơi. Cái nồi gì vậy? Đâu là gì đâu? Trời ơi. Cho nó được vậy. Ừ. Trọng tài hỏi coi mình thấy ngừng banh mình cứ đá nha. Đúng rồi. Thầy đá anh ba cũng cứ cho mày cứ đây ngồi. Má, anh cũng cứ đó chứ. Đấy, mấy ông đi. Một pha can thiệp rất tốt. Bruno Fernandes. Cơ hội là đây. Ê tí ơi. Barani. Kia mấy hả? Làm thế nào để chấm sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Hết vậy rồi. Ây, bên bên. Em không em đợi ba. Đợi. Em xuống bên là chưa tính đó ba. Em phải làm xuống nè. Chăm chăm vô. Đứng bên đây, để đây. Bước bay, mở mặt luôn nè. Phải luôn. Đúng không? Em xuống được không. Đợi ba. Bảy xuống được đâu, không quen được. Siêu. Nó quán. Nó quán rồi. Đó đúng không? Tiếng nó đi cưng. Rén rồi thì nó đi cưng. Chết mẹ rồi. Rén ngoài trong luôn á. Mẹ con áo đỏ. Con áo đỏ. Thôi thằng có nhanh luôn. Ê còn hai đứa em đó. Liên. Em anh chuyền giữa rồi lắm á. Thôi về. Đấm đi. Ba. Phải đấm đó. Phải đấm đó. Anh ấy chơi rất tốt. Hết giờ. Ủa, anh Marcel 29 đổ bê tông trên bán. Sợ bê tông, Quy nó khóc à. Sợ bê tông, Quy nó khóc à. Thôi dạ. Theo luôn. Em chồng. Theo luôn. Bruno Fernandes. Hay. Chuyền bóng lại. Hay. Trời ơi. Chuyền bóng lại đây. Bruno. Cậu mày đó. Vậy rồi. Cái tay. Trời ơi. Ai em lắc liêu giống như cái Lina BB luôn chứ. Nè, cái này rồi em này. Cứ giờ đó. Theo luôn nha. Rashford. Hay. Anh theo được. Hay. Có thể giữ điểm ngay. Hay cái tay ơi. Trời ơi. Trọng tài bị mua anh ba ơi. Vô banh tìm rồi. Trời ơi anh em. Đẹp vào luôn em ơi. Hay. Của anh em mình đó. Đó là pha can thiệp tuyệt vời. Trời ơi, quýnh lên, nó quýnh 7 kìa anh em. Quýnh chết mẹ rồi. Và nóng nha. Bà nóng đây. Dịch luôn. Ê. Để anh đây. Rồi. Và đây sẽ là đâu. Mấy anh em mình đá mồ hôi nha. Chạy. Chạy. Ronaldo. Từ từ nè. Đúng rồi, từ nè. Chắc vừa đó nè bà. Mình chắc kêu. Đúng rồi. Mình chắc kêu.
chiêu hay chạy mình chặt chiêu trời ơi cái gì không có bay không có quân luôn mà thay bảy ba ra anh ba đó là một cơ hội mười bảy đá cho đâu xuống vô thầy ra anh cho chưa anh cho đi anh cho đi anh cho vô anh em mình cháu quẩy cháu quẩy học với anh lê đó anh lê anh chỉ có cháu lửa bên mình xúc bảy cháu mình nó xúc trái được anh em mình nãy giờ tấn công mà mấy trận thua kia anh em cũng tấn công mà vậy mình nó đẹp mà đúng rồi mình đâu bên kia chơi lối đá già mà bên kia quân nổi về tấn quy nó buồn ngủ thằng quy nó buồn ngủ rồi thằng quy nó buồn ngủ rồi và đó cũng anh em có trận này ghê quyết định đó trận này quyết định luôn á thắng thua luôn á tại vì bên kia chấm đồng nữa mà đúng vậy đi theo một quỹ đạo không đúng và bay vào lưới qua là bên kia thua trong tình huống này ủa cái mất cái bên kia hư anh ba Quy ơi để em con cái chơi tao chạy cái mất cái còn sống không Quy ơi Quy sống anh ba ơi lồ má hai mắt đủ má nó mệt ta bắt được bóng ra được quay ơi ủa má nó chảy ghèn rồi anh ba ơi mệt quá chảy ghèn vậy có cái đâu thường em ơi chảy ghèn chảy ghèn không phải danh dự nào anh em danh dự danh với danh dự bây giờ hết nghĩ tới chiến thắng thì làm sao mà gỡ được đó đúng rồi cái nhẹ đang bỏ về tấn công tổng lực đi anh tổng lực cho nó thêm một cái nữa cho nó thêm một cái để chia đều mỗi người một cái cho anh ok nè bên trong cho nó thêm một cái nữa mỗi người một cái cho anh vâng bây giờ buồn ngủ đúng không vậy nhận thua đi không đá nữa nhưng mà đá nữa đó đã hơn bên kia nản rồi bên kia nó quải giờ đậu rồi bên kia nó chỗ cái lồn má cái gì vậy đổ mẹ đúng chết gỗ luôn chứ lại mai đi vậy học mà chị tên tụi anh ba đá không mà chứ anh bị đá luôn mà đéo lỗi ba phút còn lại chơi game chờ ăn lỗi đủ má chơi game chờ hôi lỗi đồ trọng tài hôi long quá cho trái ben rồi đủ má chấn thương ừ đéo lỗi trái nữa cho anh phải trái nữa ba nha có làm nhục khí tinh thần đồng đội em nha ừ em chia lại cho em cứ cái đẹp chơi chơi mà nhẹ quá không sao không rồi thôi nghỉ anh em ơi mình thắng rồi mày thắng luôn ha thắng trận này thắng luôn á thắng luôn rồi 3 giờ rồi nghỉ được rồi